Mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh Anh Là TK Bonsai ha. Hôm nay nhà vườn Nguyễn Ngọc em lên thêm clip mới đó nha quý cô chú anh chị. Bao gồm là giấy giấy ghép ha, như phớt hồng sakura. Vậy giấy ghép nhiều màu ngũ sắc hả quý cô chú anh chị, với một số phôi hoa giấy Mỹ nha. Số điện thoại của em là 0799667521, là số Zalo của em luôn ạ. Hiện tại em ở Hòa Thành, Lai Dung, Đồng Tháp. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip vừa qua ha. Dạ em không mất thời gian nữa, em lên cây số này là mã số 0 nha quý cô chú anh chị. Cây số 0 này thì em được ba mâm ha, ba mâm ba màu khác nhau. Thứ nhất là màu đại phúc trắng, thứ hai là đại phúc hồng, và thứ ba là màu tím bướm ạ. Cái dáng này nó rất là quái và đẹp nha quý cô chú anh chị. Cái này cây này mà cô chú anh chị nào mà có chơi chim cảnh đó, mình mua mình về mình trồng ở trong cái lồng cho chim cảnh nó ở ha. Nó đậu rất là đẹp luôn. Mã số 0 có chiều cao là 1m2, tán ngang 90, hoành 19 ạ. Cây cong lắc lượng nha quý cô chú anh chị. Đế thì đế sổ ha, đế sổ này có tầm cỡ 30 ha. Con tàn thì nó rất là dày nha quý cô chú anh chị. Em đo hạo thử một mâm nha em. Cái tán ngang là em đo 2 mâm ở trên nha. Cái này em đo hạo 1 mâm dưới thôi ha, là 65 ạ. 65 mà em kể 60 thôi nha. Để sổ quá nha quý cô chú anh chị. Cây này gì cô chú anh chị mình sang ra chậu kiểu nuôi trồng rất là đẹp nha. Rồi mã số 0 này thì em xin Zalo với cô chú anh chị mình là 900.000. 900.000 là em bao ship toàn quốc. Giấy thì trong quá trình vận chuyển thì nó sẽ rụng một số bông số lá nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 1 ạ. Mã số 1 này là em lên một cây là phớt hồng sakura. Tông một cốt nha quý cô chú anh chị, tông một cốt thoát thân ha. Em đo cái hậu cái thử thoát thân của nó ha. Em đo ngay cái vị trí này đi. Vị trí này là 1m1 nha quý cô chú anh chị, thoát thân rất là cao ha. Bông thì nó đang lên nụ nha quý cô chú anh chị. Trắng phớt hồng nha quý cô chú anh chị. Cái tông này thì nó rất là cao luôn ạ. Tông cao này bây giờ cô chú anh chị mình làm tầng dù ha. Thứ nhất là, thứ hai là cô chú anh chị mình làm bằng trà cũng rất là đẹp nữa nha. Đế sổ này của nó là cỡ tầm, đế sổ là có tầm 40 nha cô chú anh chị. Mã số 1 này thì có chiều cao là 1m7, tán ngang của nó là 1m25, hoành là 20 nha biết cô chú anh chị. Rồi đây em nghiêng cái tàn của chú anh chị mình xem ha. Quá sát cái tàn nó rất là tròn nha quý cô chú anh chị. Cái hồng găng thì nó, cái màu của nó rất là đẹp luôn ạ. Khi nó chỗ bông mờ rộ ra thì nó rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Phớt hồng sakura. Rồi mã số 1 này thì em xin Zalo đến quý cô chú anh chị mình là 950.000. 950.000 là em bao ship toàn quốc. Và khi ship thì em sẽ ship luôn nguyên chậu tàn rồi thì em cũng vẫn để nguyên luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ, tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 cũng vẫn là cây trắng phớt hồng ạ. Con tàn rất là tròn và dày nha quý cô chú anh chị. Cây này thì nó đang chỗ búp nụ nha quý cô chú anh chị. Cái cây như trắng phớt hồng này nó tâm nó thì một cốt này cô chú anh chị mình khỏi làm khung tàn dù ha. Tại vì em đã tỉa theo cái khung tàn dù mà khỏi cần khung sắt nha quý cô chú anh chị. Nhìn nó rất là đẹp và tròn luôn ạ. Mã số 2 có chiều cao là 1m5, tấn ngang 1m25, hoành của nó cũng 20 ạ. Đế sổ của nó là cũng 40 nha quý cô chú anh chị. Đế sổ của nó là đế đặc ha, đế rất là quái nha. Cây thì nó rất là già cây rồi ạ. Rồi mã số 2 này thì em xin Zalo là 900.000 ạ. 900.000 là em cũng bao ship luôn ạ. Giấy này thì em bao sống cho cô chú anh chị mình trong vòng 60 ngày ha. 60 ngày đó thì nó ra, khi mà về tới chú anh chị mình tới 2 tháng là nó sẽ ra tàn ra bông rồi, rất là dày luôn. Tiếp theo là mã số 3, cũng vẫn là một cây phớt hồng sakura tông một cốt lắc lượng nha quý cô chú anh chị. Cái dáng của nó rất là đẹp luôn ạ.
Mã số 3 có chiều cao là 1,5 m, tấn ngang là 1,25 m, hoành là 20 ạ. Cái này nó đang ra nụ nha quý cô chú anh chị. Cái bông phớt hồng này thì nó rất là đẹp nha. Tao một cốt chi cành ra cũng rất là khéo nha quý cô chú anh chị. Đế này cái đế sổ ha, đế nó cong lắc lưỡng đây và nó cũng chặt cái ha. Tàn thì nó rất là tròn ha. Tàn rất là tròn nha quý cô chú anh chị. Dạ mã số 3 này thì em xin Zalo là 950.000, 950.000 là em bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 cũng nhắn vào phớt hồng Sakura. Phớt hồng giấy bên em thì phớt hồng một cốt này thì nó có đủ size như cô chú anh chị. Cao có thấp có ha, tùy theo cô chú anh chị mình phái tông cao hay mình lựa tông cao, mình thích tông thấp thì mình lấy tông thấp rất là đẹp nha. Rồi mã số 4 này có chiều cao là 1,5 m, tấn ngang là 1,25 m, hoành của nó cũng 20. Phớt hồng ra cái bông của nó chỗ rộ nè cô chú anh chị, nó hồng hồng trắng trắng rất là đẹp nha. Phớt hồng Sakura này từ hồi đó giờ nó giống này ra cũng rất lâu, nhưng mà khách hàng người ta vẫn ưa chuộng cái màu trắng phớt hồng nha. Đế sổ này rất là đẹp nha quý cô chú anh chị, đế sổ đế quái nha, đế rất là già đế à, đế nó còn chặt ra đây luôn. Rồi mã số 4 này em xin Zalo là 900.000 á, 900.000 này em cũng bao gồm phí ship luôn. Tiếp theo là mã số 5. Cũng vẫn là một cây phớt hồng Sakura. Nhưng mà size này là size lớn nha quý cô chú anh chị. Tông này nó cao và nó lớn hơn mấy cây vừa rồi hồi nãy em quay nha. Cái thân nó rất là lực luôn nha quý cô chú anh chị. Phôn tàn thì nó tròn và nó bự nha. Đây để em nghiêng cái tàn cây lớn này cho cô chú anh chị mình xem ha. Nó rất là tròn nha quý cô chú anh chị. Cái này về là mình để bằng trà là rất là đẹp luôn ạ. Bằng trà hay tầng dù thì tùy theo cô chú anh chị mình thích ha. Mã số 5 có chiều cao là 1,7 m, tấn ngang 1,3 m, hoành của nó là 22. Cái này thì cũng đang ra nụ nha quý cô chú anh chị. Xương cành thì nó chia đều ra tứ diện chân ha. Cái phone của nó tròn và nó rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị mình mua cây phớt hồng tông như vậy về mình khỏi tốn tiền mua sắt làm khung tàn dù héo với cô chú anh chị, vì cái tàn nó rất là tròn và như cây dù vậy. Sẽ đế sổ mà đế quái, đế đặt nha quý cô chú anh chị, đế rất là đẹp luôn ạ. À, nó còn chạc cái tép ngoài này ha. Rồi mã số 5 này em xin Zalo là 1,1 triệu. 1,1 triệu là em bao gồm phí ship và khi ship em sẽ ship luôn nguyên chậu cho mình ạ. À, tiếp theo là mã số 6 ạ. Số 6 là một cây ngũ sắc thái nha quý cô chú anh chị. Ngũ sắc thái 5 màu nha. Ngũ sắc thái là bao gồm là màu vàng nha. Màu vàng, màu hồng sắc pháo, màu đỏ, màu cam và màu trắng phớt hồng nha quý cô chú anh chị. Cây này thì nó đang đâm nụ ra rất là nhiều nha. Cái này là về cô chú anh chị mình chơi rất là đẹp luôn ạ. Nhánh thì nè, nhánh thì nó đang mấy cái nhánh đó của chú anh chị nó đang búng đọt non ra là rất là nhiều nha quý cô chú anh chị. Cái đó là mỗi một nhánh vậy là nó ra rất là nhiều đọt non luôn ạ. À, thân thì nó rất là lực thân cái cây nha. Đế quái, cái này là nó lên đây là như cái đầu dao đuôi chuột, nhưng nó rất là năng cây nha quý cô chú anh chị. Một cốt khóc thân ha, đế sổ rất là quái. Mã số 6 có chiều cao này là 1,8 m, tấn ngang cũng 1,8 m luôn ạ. À, hoành của nó là 20. Cây này cao nha quý cô chú anh chị. Cái này thì em bao chuẩn cho cô chú anh chị mình 5 màu. Tại vì cái một cây ngũ sắc này là em ghép một màu của nó rất là nhiều bo hết quý cô chú anh chị. Mã số 6 này thì em xin Zalo là 1,1 triệu.
1,1 triệu là em bao gồm phí ship, cái này về mình làm toàn vụ cũng rất đẹp nha. Tiếp theo là mã số 7, cũng vẫn là một cây ngũ sắc ạ. Em được một cặp nha quý cô chú anh chị. Cái này mình mua một cặp thì mình trưng rất là đẹp ha. Cái này thì nó có đang chỗ bông nha cô chú anh chị. Nó vừa có nở và nó vừa có nụ luôn nha. Ngũ sắc thì cái màu của nó rất đẹp và siêu bông nha quý cô chú anh chị. Chi cành nó ra rất là đều luôn ạ. Mỗi đợt vậy là mỗi có bông nha, mỗi bông nha quý cô chú anh chị. Đây, mỗi đợt là mỗi bông ha. Mã số 7 có chiều cao là 1m8, thân ngang là 1m8, hoành là 22. Đế này đế quái, cái thằng này của nó nè cô chú anh chị, nó lật nằm một tay mà em chụm lại không giáp luôn ha. Đây. Để em đo hạo thử ở trên đây cho cô chú anh chị mình xem nha. Ở trên đây là 18 nha cô chú anh chị, nó rất là năng cây luôn ha. Đế mà đế sổ mà đế quái nha. Cây này thì nó rất là già cây rồi ạ. Rồi mã số 7 này em xin Zalo là 1,150,000, là mà em bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 8. Cây này là em lên là nhiều màu nha quý cô chú anh chị. Cây này là em bao gồm là 8 màu nha. Thứ nhất là màu trắng tiết và tím tiết. Và này là đại phúc hồng, đại phúc trắng, tím pháp, dưa hấu, tím bướm và bích rô nha quý cô chú anh chị. Cái này là 8 màu ha. Cây này cong một cốt lên đây mà nó lắc lượng nha quý cô chú anh chị, nó rất là đẹp ha. Mã số 8 có chiều cao là 1m35, tấc ngang 80, hoành 15. Đế rất là quái ạ. Rồi mã số 8 này em xin Zalo là 700,000, 700,000 là em bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 9. Cái này là 8 màu luôn ạ. Rồi mã số 9 này có chiều cao 1m, tấc ngang 95, hoành là 23. Cây này phân tầng tròn nha quý cô chú anh chị, rất là đẹp nha. Cây này cái nhánh này em mới tỉa nè cô chú anh chị mà nó lên đọt non nè. Rồi mã số 9 này em xin Zalo là 700,000, 700,000 là em bao ship toàn quốc là đế quái nha quý cô chú anh chị. Hoành rồi. Hoành là 23. Tiếp theo là mã số 10 ạ. Mã số 10 cây này là 7 màu nha quý cô chú anh chị. Cây này thì nó chỗ là 7 mặt bông thì em bao cô chú anh chị mẹ 7 màu nha. Nhiều khi có trên nó tại đó em ghép hay ghép 8 màu á. Mã số 10 có chiều cao 1m5, tấc ngang 90, hoành 21. Cây dáng rất là đẹp ạ. Đế này đế sổ mà đế quái nha quý cô chú anh chị. Đế rất là sạch sẽ luôn nha. Rồi mã số 10 này em xin Zalo là 650,000 ạ. Em bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 11. Cái này thì nó màu ta. Cái này hình như cũng được 7 màu hay vậy. Thôi cái này thì em bao cho cô chú anh chị mình 6 màu ha. 6 màu trở lên nha. Mã số 11 có chiều cao là 1m, tấc ngang là 90, hoành 21. Cây này cũng phân tàn tròn, chi cạnh nó ra tứ diện rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 21 em xin Zalo là 600,000. Cây này thì đế là khỏi chơi nha quý cô chú anh chị, đế rất là quái luôn ha. 600,000 là em bao ship nha. Tiếp theo là mã số 12. Cây này thì bây giờ thì em thấy nó hiện diện 5 mặt bông thì em bao cho cô chú anh chị mình 5 màu. Nhưng mà hồi đó thì em ghép là có 7 màu, 8 màu ha. Nhiều khi nó chỗ bông ra hết, đủ đè, đủ màu thì nó rất là đẹp nha. Cái này thì nó mới ra 5 mặt hoa thì em bao lên 5 màu thôi. Mã số 12 có chiều cao 1m, tấc ngang 85, hoành 20. Cây này thì phân tàn nó tròn, nó rất là đẹp luôn ạ. Đây.
Đế thì nó đế nó rất là quái nha quý cô chú anh chị. Đế sổ mà đế quái ha. Rồi mã số 12 em xin Zalo là 500 ngàn. 500 ngàn là em bao ship toàn quốc. Nè lôi cây ra, lôi cây. Tiếp theo là mã số 13. Cây này nó rất là nặng nha quý cô chú anh chị. Em bưng mà bể cái chậu luôn rồi nè. Mã số 13 này là một cây cẩm thạch màu màu hồng nha quý cô chú anh chị. Cái màu hồng của nó rất là ngọt là đẹp nha. Đây cái mặt màu mặt bông của nó nè. Cẩm thạch này nó cũng rất là siêu bông ạ. Cái này thì mấy cây này thì nó đang chỗ nụ. Mã số 13 có chiều cao là 95, tán ngang là 1m1 ạ. Hoành của nó là 36 nha quý cô chú anh chị. Củ rất là lớn ha cô chú anh chị. Cái hoành nè. Cái củ này của chú anh chị rất là lực là lớn ha. Để em đo học tổng cái bộ đế của nó nha. Tổng của bộ đế ở đây là em kể 60 nha. Độ sổ của nó là 40 ạ. Cây rất là lực nha. Cái bộ đế rất là lực nha quý cô chú anh chị. Thân cây thì nó cũng ra rất là tứ diện, rất là đẹp luôn ạ. Mã số 13 này em xin Zalo là 1.500.000. Em bao ship toàn quốc nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 14. Cái này là em lên phôi giấy Mỹ ha. Chiều cao của nó là 74. Hoành thân em đo ngay vị trí này là 21. Đế sổ của nó là 60. Cây dáng rất là quái nha quý cô chú anh chị. Này, bộ đế rất lực luôn ạ. Rồi mã số 14 này em xin Zalo là 300, em bao ship ạ. Tiếp theo là mã số 15, cũng vẫn là một phôi giấy Mỹ ạ. Chiều cao của nó 70 ạ. Hoành thân ngay vị trí này là 22. Độ sổ của nó là 60. Cây này dáng rất là quái nha quý cô chú anh chị. Đây là cái này mình chơi dáng rất là đẹp nè cô chú anh chị. Rồi mã số 15 này em xin Zalo là 250.000, em bao ship ạ. Tiếp theo là mã số 16, cũng gắn là một phôi giấy Mỹ ạ. Chiều cao của nó là 80. Hoành thân ngay vị trí này là 24. 24 hơn nha em, cái 24. Độ sổ của nó là 60 ạ. Dán này dán 3 nha quý cô chú anh chị. Củ đế rất là quái nha. Rồi mã số 16 giá 300 em bao ship ạ. Tiếp theo mã số 17 cũng là một cây một phôi giấy ạ. Cái này là dán bay nha quý chú anh chị. Dán bay của nó là 90 ha. Hoành em đo ngay vị trí này là 20. Độ sổ đế của nó là 57. Dán bay nó rất là đẹp nha. Cái này về mình ghép nhiều màu vô vô dán bay rất là quái nha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 17 em xin Zalo là 300 ạ. 300 em bao ship. Tiếp theo mã số 18 cũng đang là một phôi giấy Mỹ ạ. Đây để em quay một vòng nha. Củ đế đặc nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của nó là 68. Hoành đo ngay vị trí này là 25. Độ sổ của cây là 45. Cái này mình chơi dán đứng vậy hay là mình chơi nghiêng vậy cũng rất là đẹp ạ. Rồi mã số 18 này em xin Zalo là 300 ạ. 300 là em bao ship ha. Dạ mã số 18 này cũng là mã số cuối clip của nhà vườn em ha. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ, đã tin tưởng và ủng hộ em những clip vừa qua ha. Em cũng rất mong cô chú anh chị sẽ ủng hộ clip này ạ. Dạ chúc cô chú anh chị một ngày xem kênh thật là vui vẻ ạ. Xin chào ạ.